đây xào xạc rung cây lá lá bay. Một mùa đông bao người đàn áo, gió hút theo mây, người nào đem manh áo tới đây cho người lính đêm đông này. Này người ơi, tôi nhớ thấy nhiều người bạn tôi trong nắng quay chiều, chiều miền quê Đà Nẵng. Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, cách mạng Việt Nam cùng lúc phải thực hiện hai mục tiêu: xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Hồ Chủ tịch đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với mục đích diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Với tinh thần thi đua là yêu nước và yêu nước thì phải thi đua, thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến những thắng lợi cuối cùng. Ở hậu phương lớn miền Bắc, với mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp, phong trào thi đua sản xuất và phát huy sáng tạo được nhân rộng với nhiều điển hình tiên tiến. Sáng kiến mở hội thao diễn kỹ thuật của nhà máy Duyên Hải được công nhân khắp nơi hưởng ứng sôi nổi. Hơn 500 xí nghiệp, công trường, nhà máy đã phát động phong trào học tập Duyên Hải, thi đua với Duyên Hải, phát huy 75.000 sáng kiến, có sáng kiến làm tăng năng suất lên 39 lần, vượt hơn 10 vạn chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Phong trào Duyên Hải đã có tác dụng quan trọng đối với việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp để phục vụ cho việc cải tạo kỹ thuật nông nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp phát triển mạnh mẽ. Đại hội Liên hoan Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 3, Hợp tác xã Đại Phong được tuyên dương là lá cờ đầu của phong trào thi đua trong ngành nông nghiệp và được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Noi gương Đại Phong, trong năm 1961 đã có hơn 10.000 hợp tác xã nông nghiệp khắp nơi trên miền Bắc tham gia phong trào thi đua, học tập, tiến kịp và vượt Đại Phong. Thành tích nổi bật của nông nghiệp trong năm là hàng triệu nông dân xã viên phấn đấu phá xiềng ba xào bằng tăng vụ, khai hoang mở rộng diện tích gieo trồng. Ở lĩnh vực giáo dục, trường cấp 2 Bắc Lý của tỉnh Hà Nam đã nêu gương sáng về dạy thật tốt, học thật tốt. Nhiều trường trong ngành giáo dục đã hưởng ứng thi đua với trường Bắc Lý theo 3 tiêu chí: nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nêu cao tinh thần đoàn kết, tinh thần phục vụ vô điều kiện sự nghiệp giáo dục, phát huy tinh thần tự lực cánh sinh, đồng thời dựa vào nhân dân xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường. Tiếng chống Bắc Lý đã trở thành hồi chống hiệu triệu rục rã, nhiều trường Bắc Lý mới đã xuất hiện, phong trào học tập Bắc Lý tiến kịp và vượt Bắc Lý lan rộng khắp miền Bắc. Trong chiến đấu, phong trào ba nhất bắt nguồn từ đại đội 2 pháo binh đoàn Vinh Quang, sư đoàn 304, đơn vị lập được nhiều thành tích, nhiều nhất, đều nhất, giỏi nhất về các mặt kỹ chiến thuật. Từ tháng 8 năm 1960, phong trào ba nhất được phát động trong toàn quân. Tại Đại hội Liên hoan Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 3 năm 1962, Bộ Quốc phòng đã nhận lá cờ đơn vị dẫn đầu phong trào ba nhất để tặng cho đơn vị giỏi nhất trong toàn quân. Tất cả đã làm nên hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đủ sức chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc.